Phải nói khi mà ngửi cái mùi hương này á, thì da mình khá là bị thu hút bởi nó. Nếu mà các bạn muốn một cái mùi hương mà nó gây thực sự thu hút sự ấn tượng nhất định á, thì đây không hẳn là cái phiên bản làm được điều đó. Tuy nhiên nói như vậy không có ý là mình chê cái chai nước hoa này. Thật sự đối với là các bạn nữ mà có nhu cầu sử dụng nước hoa cơ bản, các bạn muốn một cái mùi hương nó trẻ trung, nó nhẹ nhàng, nó nữ tính á, thì đây là một cái mùi hương mà các bạn có thể thử qua á. Hello, chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Còn nếu như các bạn mới biết đến kênh của mình thì đây là kênh mình sẽ chia sẻ về những mùi hương nước hoa cho các nam và nữ dựa trên góc nhìn cá nhân của mình, để các bạn có thêm những thông tin nếu như các bạn quan tâm một chai nước hoa nào đó. Và đối với là các bạn nữ thì cái thương hiệu Prada nó không hẳn là một cái thương hiệu mà các bạn sẽ dành nhiều sự chú ý, dành nhiều sự quan tâm cho nó khi nhắc về nước hoa. Tuy nhiên cho đến khi mà cái chai Prada Paradox này nó được xuất hiện thì nó gần như đang thay đổi lại cái góc nhìn của các bạn nữ khi mà nhắc về nước hoa của nhà Prada. Có khá là nhiều bạn nữ chú ý và đang thích cái mùi hương này, và có những bạn cũng muốn mình chia sẻ về cái mùi hương Prada Paradox này nữa. Cho nên trong cái video này, như các bạn đã thấy ở cái màn hình thumbnail thì mình sẽ chia sẻ về cái chai Prada Paradox này, mà không chỉ mỗi một phiên bản mà có cả phiên bản Intense của nó nữa. Thật sự thì mình muốn trải nghiệm luôn cái phiên bản mà mới nhất mới ra mắt trong năm nay, là cái phiên bản Virtual Flower. Nhưng mà hiện tại thì cái phiên bản nó còn mới quá cho nên là mình chưa có kiếm được cái sample. Vì vậy trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ về hai phiên bản, là phiên bản Eau de Parfum ra mắt năm 2022 và phiên bản Eau de Parfum Intense ra mắt năm 2023 vừa qua. Cũng như là so sánh xem những ai nó sẽ phù hợp với là từng phiên bản, cũng như đâu là phiên bản mà tốt nhất. Và nếu như các bạn xem thấy hay và giúp ích được cho các bạn, có thể để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp theo nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Còn bây giờ thì mời các bạn xem video. Về phần ngoại hình và thiết kế của chai nước hoa này thì mình khá là tự tin là các bạn, có nhiều bạn nữ muốn sở hữu cái chai nước hoa này đơn giản là bởi vì ngoại hình của nó thôi. Và khi mà cái chai nước hoa này nó mới ra mắt á, khi đó mình đang ở Úc và mình còn nhớ rất rõ cái ngày hôm đó, bởi vì cái ngày hôm đó thì mình vừa mới thi xong. Lúc mà mình ở Úc á, thì cái trường của mình á, nó cũng gần ở một cái mall nữa. Và khi mà mình học xong á, thì có mấy hôm á, mình cũng đi ra mall để mình ngửi nước hoa nữa. Cho nên đó là cái chai nước hoa nào mới thì mình đều biết hết. Đặc biệt là những chai nước hoa mới thì họ sẽ đặt ở trong một cái kệ cao hơn, nó thu hút hơn so với những chai nước hoa khác. Thì lúc cái chai mà Prada Paradox này nó mới ra mắt thì lúc mình đi mall mình có thấy. Và lúc đó thì có nhiều bạn nữ tại cái chai nước hoa nó mới, cho nên là có nhiều người đang thử cái mùi hương đó. Mình phải đợi để những người đó thử xong thì mình mới lại mình lấy chai nước hoa mình thử được. Và lúc mà có một cái bạn nữ, bạn thử cái mùi hương nó xong rồi thì mình định lại mình lấy cái chai nước hoa. Thì cái lúc mà cái bạn đó, bạn định rời đi á, thì bạn nó có nói á, là bạn nó thích cái chai nước hoa này, bạn nó thích cái ngoại hình của chai nước hoa này. Và cái bạn nó muốn mua bởi vì cái ngoại hình của chai nước hoa này. Cho nên á, là không biết á, là có bạn nữ nào khác á, thích cái ngoại hình của chai nước hoa này và muốn sở hữu cái chai nước hoa này hay không. Chưa bàn tới mùi hương, để cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và về thiết kế của cái chai Prada Paradox này á, thì đúng á, là nó có thẩm mỹ thật, nó có sự thu hút thật. Nó khác biệt so với lại nhiều chai nước hoa khác đang có ở trên thị trường. Và cái thiết kế này thì nhà Prada họ có 3 dung tích, không tính cái dung tích mini size mình đang sở hữu. Thì dung tích lớn nhất là 90ml, sau đó là 50ml và nhỏ nhất là 30ml. Cái dung tích này thì nó đều trải dài ở tất cả các phiên bản của Paradox luôn, kể cả cái phiên bản mới nhất là phiên bản Virtual Flower. Và hơn nữa thì cái chai Prada Paradox này nó cũng được refill lại được. Các bạn nào mà đang sở hữu cái mùi hương này á, mà xài hết á, thì có thể mua cái chai refill để châm lại xài tiếp, thay vì các bạn phải mua một chai mới. Và đó là đôi chút về thông tin ngoại hình cũng như là dung tích size của cái chai Prada Paradox này. Đến với phần mùi hương á, thì những cái chai mà Prada Paradox này á, nó được hợp tác với là Givaudan. Còn các bạn nào mà chưa biết Givaudan là ai á, thì đó là một công ty khá là lớn về ngành hương liệu và nước hoa ở Thụy Sĩ. Họ hợp tác với rất nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm trên thế giới để làm ra các sản phẩm mùi hương, đặc biệt là nước hoa. Và các video mà gần đây mình có chia sẻ, ví dụ như là chai Montblanc Signature này, hay là những cái chai mà của nhà Narciso á, thì cũng đều được hợp tác với lại Givaudan hết. Và đầu tiên mình sẽ nói về cái phiên bản Eau de Parfum ra mắt năm 2022 này. Về phần mùi hương này thì khi mở đầu mình cảm nhận được một cái mùi nó khá là ngọt, đến từ hương của trái cây. Nó giống như là mùi của cam quýt chín vậy. Sau đó thì khi mà dry down á, thì mình cảm nhận được một cái nét nó hơi phấn phấn của hương hoa cam. Nó có một chút mùi của hương hoa nhài nữa, nhưng mà mình ngửi không có rõ lắm, tại vì cái trong cái mùi này á, hương hoa cam nó rất là nổi bật. Sau đó thì cái mùi hương nó kết thúc á, bằng vani và hổ phách. Để diễn tả cho mùi hương này á, thì đây là một cái mùi hương trong sáng của hương hoa trắng, cùng với là một cái chút ngọt của vani và hổ phách nữa. Ngửi nó khá là trẻ trung, nữ tính và nó khá là nhẹ nhàng. Cái lúc mà phiên bản Eau de Parfum này được ra mắt năm 2022 á,
thì maybe là nhà Prada họ chi rất là nhiều tiền cho cái chiến dịch quảng cáo. Lúc mà cái phiên bản này ra mắt thì lúc đó mình đang ở Úc, và khi mà mình đi ra ngoài đường mình thấy rất là nhiều cái biển hiệu, những cái hình ảnh của cái chai Prada Paradox này, như là ở cái trạm dừng xe điện này hay là trong ga tàu nữa, thì đều có hình ảnh của cái chai này hết. Sau một khoảng thời gian mà khi chai nước hoa này nó được ra mắt thì nhiều người đã sử dụng cái mùi hương này dành lời khen cho nó khá là nhiều. Không phải hầu hết tất cả mọi người sử dụng cái chai nước hoa này đều thích, nhưng mà cái số lượng mà dành lời khen cho cái chai nước hoa này thì nó cũng không ít đâu. Và lúc đó mình có nhận ra một cái lý do mà cho cái mùi hương này nó được nhiều người yêu thích á, là bởi vì có thể nó dễ dùng hơn so với là một số chai nước hoa ra mắt cùng thời điểm với nó. Bởi vì cái dòng mà Paradox này của Prada họ ra mắt maybe là để tạo ra một cái dòng mới bên cạnh cái dòng candy cũ lúc trước của họ. Và cái thời điểm cái chai nước hoa ra mắt thì nó cũng gần với là cái xu hướng mà của các nhà nước hoa khác họ làm cái mùi hương có hương hướng là mùi hương hoa trắng mà nó có cái vị ngọt nhẹ nhẹ. Ví dụ những chai như là YSL Libre nè, hay là chai Valentino Bruma, rồi chai My Way mình có làm video gần đây nữa. Thì đó là những chai mà nó có nét chủ đạo là hương hoa trắng cùng với là một chút ngọt ngọt nữa. Có chai thì hương hoa trắng nó đến từ hoa nhài, có chai thì nó đến từ hoa huệ. Còn cái chai Prada Paradox này thì nó được đến từ hoa cam. Và nếu như các bạn nhìn qua thành phần mùi hương của chai nước hoa này thì có rất là nhiều loại hoa cam trong cái thành phần của nó. Và hoa cam nó vốn là một cái nét hương mà nó khá là dễ ngửi, nó khá là nịnh mũi với lại số đông. Và mình nói cái mùi hương nó đi theo xu hướng của những chai nước hoa ra mắt cùng thời điểm với nó. Bởi vì cái mùi hương này, cái nét mùi nó có phần na ná giống những cái chai nước hoa mình vừa kể trên. Nếu bạn có dịp mà bạn đi ra những cửa hàng nước hoa để bạn ngửi thì có thể bạn ngửi qua những cái mùi hương đó thử là xem mình có nói có giống như vậy hay không nhá. Tuy nhiên nói như vậy không có ý là mình chê cái chai nước hoa này. Thật sự đối với là các bạn nữ mà có nhu cầu sử dụng nước hoa cơ bản, các bạn muốn một cái mùi hương nó trẻ trung, nó nhẹ nhàng, nó nữ tính thì đây là một cái mùi hương mà các bạn có thể thử qua. Cái mùi hương này thì nó khá là đa dụng và khá là dễ dùng nữa. Các bạn có thể sử dụng hàng ngày như là đi làm, đi tiệc, đi hẹn hò gì đều được hết. Đôi khi các bạn không cần nghĩ là các bạn sẽ xài mùi hương gì, các bạn cứ lôi ra cái chai nước hoa này ra xịt luôn cũng được nữa, tại vì nó dễ dùng lắm. Và bên cạnh đó, nhưng mà nói cái nét hương này nó cũng khá là an toàn nữa. Mà ý mình nói an toàn ở đây là nó dễ ngửi và dễ dùng á, chứ không hẳn là tất cả mọi người sẽ thích cái mùi hương này. Còn cái ý mà mình nói cái nét hương này nó giống là nhiều chai nước hoa khác á, là dành cho các bạn nữ nào mà sử dụng nước hoa nhiều rồi, các bạn đã ngửi qua nhiều mùi hương nước hoa rồi, thì maybe ở cái chai Prada Paradox này á, nó không hẳn là một sự mới mẻ dành cho các bạn đâu. Nếu mà các bạn muốn một cái mùi hương mà nó gây thực sự thu hút sự ấn tượng nhất định á, thì đây không hẳn là cái phiên bản làm được điều đó. Độ lưu hương của chai nước hoa này nó lưu được khoảng từ 6 đến gần 8 tiếng. Còn tỏa hương thì cũng khoảng một cánh tay, nó tỏa cũng khá là tốt. Tiếp theo mình sẽ nói về phiên bản Prada Paradox Intense ra mắt năm 2023. Mở đầu cái mùi hương này á, mình khá là ấn tượng bởi vì nó khá là mát. Cái mùi hương hoa cam á, nó xuất hiện ngay ở top note luôn, cùng với lại cái cảm giác nó hơi mát mát của cam chanh và quả lê nữa. Sau đó khi mà dry down á, thì cái mùi hương hoa cam nó vẫn được giữ lại, nhưng mà nó có thêm một cái nét hơi woody, nó của rêu sồi. Và cái mùi hương này á, nó cũng được kết thúc bởi vani và hổ phách nữa, nhưng mà nó có thêm một cái nốt hương là ambrosian, mình có ngửi được. Và cái nét hương này nó cũng tạo cái cảm giác nó hơi woody, nó hơi khô khô, kiểu mùi của gỗ á. Phải nói khi mà ngửi cái mùi hương này á, thì yeah, mình khá là bị thu hút bởi nó. Cái mùi hương á, nó khá là mát mẻ, nó khá là nhẹ nhàng ở giai đoạn đầu của mùi hương hoa cam. Và cái ở phiên bản Intense này á, thì cái mùi hương hoa cam nó kéo dài rất là lâu, từ lúc đầu cho đến mãi lúc về sau luôn. Mà maybe á, là trong cái mùi hương này á, nó có cái nốt hương rêu sồi ở trong đó nữa. Bản thân mình á, là một người mà khá là nghiện cái mùi hương rêu sồi. Có khá là nhiều chai nước hoa có nốt hương rêu sồi mà mình thích. Và trong nước hoa á, thì cái nốt hương rêu sồi nó cũng được xem nó là một cái nốt hương gây nghiện nữa. Nếu để miêu tả cho cái mùi hương Paradox Intense này á, thì đây cũng là một cái mùi hương hoa trắng, ngọt ngào nhưng mà nó lôi cuốn hơn rất là nhiều. Nó vẫn là một cái mùi hương kiểu hoa trắng, nữ tính, trẻ trung giống như là phiên bản Eau de Parfum. Nhưng mà mùi hương á, nó sẽ có phần đậm hơn. Mình nói là nó đậm hơn chứ mình không có nói là nó ngọt hơn. Cái mùi hương này nó miêu tả rất là đúng cái từ Intense của nó. Nó chỉ có đậm hơn thôi chứ không hẳn là ngọt hơn. Cái mùi hương này thì nó vẫn giữ được cái nét trong sáng của hương hoa cam cùng với là một chút ngọt của vani và hổ phách nữa. Tuy nhiên trong cái mùi hương này thì nó có thêm rêu sồi và ambrosian nữa. Đây là hai cái mùi hương mà mình nghĩ họ đưa vào để dằn cái mùi hương này lại. Bởi vì những cái mùi hương như là hoa cam hay là trái cây thì cái tính của nó sẽ hơi bay bay, nó dễ bay hơi đi lắm.
Cho nên nếu có thêm rôi sòi và ambrosan lại, nó có thêm cái tính gỗ nữa thì cái mùi hương nó sẽ trầm hơn, nó có phần tối hơn, nhưng mà độ lưu hương và độ tỏa hương của cái mùi hương nó sẽ tốt hơn. Và thật sự dành cho các bạn nào chưa biết thì cái ambrosan trong nước hoa nó cũng là một cái mùi hương mà để giúp gia tăng độ lưu hương cho cái mùi hương nước hoa nữa. Đó là lý do mà cái chai Eccentric Molecule 01 này, dành cho các bạn nào đã biết cái chai nước hoa này, thì cái chai nước hoa này là để làm ra, để giúp cho những cái mùi hương mà nó vốn lưu hương kém, giúp cho cái mùi hương đó nó lưu hương tốt hơn. Chỉ tốt hơn khoảng 20-30% thôi, chứ không hẳn là tốt hơn nhiều đâu, nhưng mà nó cũng có phần cải thiện ở trong đó. Và quay lại với lại cái phiên bản Paradox Intense này á, thì thật sự khi mà mình trải nghiệm á, mình thấy đây là một cái phiên bản mà nó được hoàn thiện, nó được hoàn chỉnh hơn so với lại phiên bản Eau de Parfum. Mình có thật sự nghĩ là như vậy thật. Về mục đích sử dụng hay là những cái người mà sử dụng được cái mùi hương Intense này á, thì mình nghĩ nó cũng giống cái phiên bản Eau de Parfum thôi à. Cái mục đích sử dụng thì các bạn đều có thể sử dụng ban ngày được. Cái mùi hương này nó chỉ có đậm hơn một chút thôi, chứ không hẳn là nó ngọt hơn nhiều đâu. Bên cạnh đó thì các bạn có thể sử dụng đi hẹn hò, hoặc có thể sử dụng làm một cái mùi hương gây sự chú ý, gây điểm nhấn ở những cái buổi tiệc chẳng hạn. Độ lưu hương của cái phiên bản Intense này thì nó lưu tốt hơn, nó được khoảng hơn 8 tiếng, còn tỏa hương thì khoảng hơn một cánh tay. Và đến với phần so sánh giữa hai phiên bản là Eau de Parfum và Eau de Parfum Intense này á, thì nếu các bạn không bỏ qua hai phần mà mình miêu tả về hai cái mùi hương nước hoa á, thì có thể các bạn cũng sẽ đoán được là mình thích cái phiên bản nào hơn. Dạ, yeah, mình thích cái phiên bản Intense hơn. Lúc mà mình được trải nghiệm, mình so sánh ở hai cái mùi hương cùng một lúc trên da của mình á, thì cái phiên bản Intense này á, mình thật sự bị thu hút bởi nó. Mình thật sự enjoy khi mà mình ngửi cái mùi hương này. Cái mùi hương Intense á, nó được mở đầu bởi cái mùi hương là hoa cam, nó khá là nhẹ nhàng. Và nó dần dần nó ngọt hơn khi mà nó có vani và hổ phách nó được thêm vào. Và khi mà cái mùi ngọt á, nó được cân bằng rồi á, thì nó được thêm cái mùi hương củ gỗ vào nữa, là mùi hương của rêu sòi với là ambrosan á. Và nếu giữa hai phiên bản này á, cái phiên bản nào mà thật sự sang hơn á, thì chắc chắn mình sẽ chọn phiên bản Intense. Cái phiên bản này nó thật sự sang, nó thật sự lôi cuốn hơn thật. Còn ngược lại á, ở cái phiên bản Eau de Parfum này á, thì cái mùi hương nó mở đầu nó khá là ngọt, và cái mùi hương á, nó dần dần dịu xuống khi mà nó dry down xuống, mùi hương nó sẽ mát hơn. Nhưng mà như vậy là hết rồi. Đúng á, là cái mùi hương Eau de Parfum này á, nó có phần nét sáng hơn, bởi vì trong thành phần của nó được đưa vào nhiều hương hoa trắng hơn. Còn cái phiên bản Intense này á, thì nó được gia tăng vani nhiều hơn, và nó có thêm mùi của gỗ nữa, cho nên là mùi hương nó có phần trầm và tối hơn. Nhưng mà như vậy thì mình nghĩ cái mùi hương này nó có chiều sâu hơn, nó lôi cuốn hơn thật sự. Và thật sự nếu phải chấm điểm cho hai phiên bản này thì mình sẽ chấm cái phiên bản Eau de Parfum này ở mức là 7/10, còn phiên bản Intense này ở mức là 8/10. Và tất nhiên đây cũng là quan điểm dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình thôi. Mình không có ý chơi cái phiên bản Eau de Parfum, bởi vì đây thật sự là một cái mùi hương mà nó an toàn và dễ dùng. Và mình nghĩ những cái người mà sử dụng hai phiên bản này nó chỉ khác nhau ở điểm là bạn thích cái mùi hương nó trong sáng, nó nhẹ nhàng, nữ tính hơn, cái mùi hương nó có nét bay bay hơn thì các bạn có thể chọn Eau de Parfum. Còn các bạn mà muốn cái mùi hương nó trầm hơn, nó thật sự sang hơn, nó lôi cuốn hơn thì các bạn có thể chọn phiên bản Intense. Và thật sự lúc mà mình tìm hiểu hai cái phiên bản này thì mình thấy ở Việt Nam maybe mọi người chuộng cái phiên bản Eau de Parfum hơn nha. Không thấy có nhiều người nhắc tới cái phiên bản Eau de Parfum Intense này. Nhưng mà đối với mình thì đúng là mình ngửi mình thích cái phiên bản Intense này hơn á. Nó lôi cuốn thật sự và nó sang thật sự, chứ không hẳn là giống như cái phiên bản Eau de Parfum này. Và đó là cảm nhận của mình khi mà mình chỉ xét riêng về hai phiên bản của Paradox thôi. Còn nếu xét về tổng thể ở hai phiên bản này á, thì mình nghĩ những cái mùi hương của Paradox á, nó nịnh mũi và nó nhễ ngửi hơn so với là nhiều mùi hương cũng có một cái tông mùi ngọt đến từ hoa trắng. Những cái tông mùi khác á, thì nhà làm hương họ sẽ chọn cái hương hoa trắng đến từ hoa hoại hoặc là hoa nhài, nó khác với phiên bản này là hoa cam. Và như mình đã nói á, thì cái mùi hương hoa cam á, nó nịnh mũi và nó hợp mũi với lại số đông hơn. Mình nói là nó hợp mũi với lại số đông hơn, chứ không hẳn là tất cả mọi người đều thích hương hoa cam. Có người cũng sẽ thích hương hoa hoại hoặc hương hoa nhài hơn, nhưng mà đúng á, là bởi vì cái mùi hương hoa cam nó nịnh mũi hơn, cho nên nó làm mình thấy cái phiên bản này nó nổi bật hơn so với là nhiều cái phiên bản khác, ví dụ như là Libre hay là Valentino Roma hay là My Way nữa. Cái chai My Way á, mình lúc mà mình làm video á thì mình có nhận ra là không có nhiều người thực sự thích cái phiên bản đó. Nhưng mà đổi lại cái phiên bản Prada Paradox này á, thì có nhiều người quan tâm đến nó hơn. Nhưng tuy nhiên đối với là các bạn nào mà có cái tiêu chuẩn cao hơn á, các bạn ngửi qua nhiều mùi hương nước hoa rồi á, thì cái phiên bản Prada Paradox này á, nó không hẳn là một cái mùi hương nó mới mẻ thật sự.
maybe là các bạn cũng sẽ cảm thấy cái mùi hương này nó có phần nó hơi cũ nữa, chứ không hẳn là nó mới. Và đó cũng chỉ là một chút cảm nhận của mình để chia sẻ cho các bạn về hai phiên bản là Prada Paradox Eau de Parfum và Eau de Parfum Intense thôi. Vậy còn các bạn đã ngửi qua những cái phiên bản của Prada Paradox chưa? Các bạn nghĩ sao về những cái phiên bản này? Các bạn có thật sự thích hay là không thích? Thì hãy cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Và nếu như các bạn xem video này thấy hay và giúp ích được cho các bạn, thể để cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp theo nhiều lần cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và mình ra một video mới vào tối thứ bảy mỗi tuần. Nếu mình có thêm thời gian thì mình sẽ cho một video vào thứ tư nữa, cho nên các bạn không bỏ lỡ đâu.